21 và đoàn tổng đốc. Ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai thì theo quan sát của chúng tôi có lẽ là một phần 20 giây thôi. Còn một vòng nữa. Một vòng nữa vẫn là 3:15. Thưa các bạn, vẫn là 3:15 dành cho Vương Hải Phố. 315 đang dẫn đầu các bạn nhé. Rất có thể có sự đổi mới giữa vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. 94 dẫn đến thứ 2. 21 dẫn lên 3 rồi. Vâng, 94 đã cán đích. Và như vậy là vị trí thứ 3, 21 và 32 cách nhau. Vòng bán kết 2, 336 đang dẫn đầu. Đang dẫn đầu. 336 vẫn tiếp tục dẫn đầu vòng thứ hai. Chú ngựa 334 của mình vẫn đang cổ động đây. Đang sát nút rồi. Gôn! Vòng đua thứ hai rồi các bạn ơi. Đại biểu. Xin chào anh chị nhá. Anh chị bên ban tổ chức à? À đấy à? À đây này, em thấy chị có cái thẻ đại biểu ban tổ chức. Một chị gái bên ban tổ chức rất là xinh các bạn ạ. Cảm ơn anh chị nhá. Tiếp tục di chuyển ra. Kết quả của tổ trọng tài. Lượt đua cuối cùng ở vòng bán kết, lượt đua thứ tư. Rồi, bây giờ chờ lượt đua thứ tư, lượt đua cuối cùng sau đó là vào chung kết các bạn ạ. Vòng này anh chạy chưa? Bây giờ vòng này anh chạy à? Cố gắng lên nhá, cố gắng để giật được giải nhất nhá. 97 khả năng là em nghĩ là con của anh với ở con 334 đấy, một trong hai con đấy là con của anh với con 334 là em nghĩ là sẽ cố gắng được. Đây rồi các bạn ơi, đã chuẩn bị cho vòng đua thứ tư là thi đấu bán kết, bán kết các bạn. Giờ thì đang bắt đầu lượt thi đấu thứ tư của vòng thi đấu bán kết rồi các bạn ơi. Đây là các chú ngựa thì cũng đang sẵn sàng trên đường đua. Có 304, 325 này. Rồi còn hai chú nữa mà. Đợi hai chú nữa ra. Có chú 97 nữa. Các bạn gắng đợi thêm một xíu nữa nhá. Còn hai chú ngựa nữa ra, sau đó là sẽ chạy vòng cuối cùng trong bán kết. Sau thì trọng tài sẽ xem xét thời gian và những con về trước về sau, sau đó là sẽ vào chung kết. Và chung kết thì sẽ có 4 con cuối cùng các bạn nhá. Đây rồi, 97 và 352 ra. 352 và 325 luôn nhé. 352, anh 352 này thì lúc trước ấy mình thì cũng có phỏng vấn một chút rồi đây. Cảm xúc của anh ấy rất là vui vì lần đầu tiên anh ấy tham dự cuộc thi đua ngựa này các bạn. Đây rồi, 97 này nữa. Rồi, chạy rồi. Rất kịch tính. 97 rất nặng mạnh mẽ. Đang rất kịch tính các bạn ạ. 97 nhá, như các bạn thấy đấy, vừa nãy 97 đang chạy cuối cùng. Lần nào thì chạy cuối cùng. Nhưng mà đang dẫn lên rồi. 97 đang lên rồi. Đấy,
Quan thấy 197 vừa chạy cuối cùng, nhưng mà bây giờ thì lại đang chạy lên thứ 3 rồi. Lên thứ 2 rồi kìa. 97 rất là mạnh mẽ luôn. Thì trong giải đua năm nay thì mình thấy chú 97 và chú 334. Chín bảy đang dẫn lên này, cố lên. Ba hai năm về đầu, 97 chạy cuối cũng về nhì rồi. 97 chạy cuối về nhì các bạn ạ. Anh lên hơi muộn. Anh lên xuất phát hơi muộn. Thôi cố gắng lên anh ạ. Ôi, xin chúc mừng nhá. Chạy cuối lên được như thế là khá rồi. Thôi tốt rồi. Xuất phát hơi sau mày. Dặn vòng nào anh ấy cũng xuất phát cuối cùng luôn. Vòng nào cũng xuất phát cuối cùng luôn. Nếu xuất phát được đầu thì không đuổi được, những con kia không đuổi được. Hơi tiếc một xíu. Nhưng mà con 97 này phải nói là chạy rất là tốt các bạn ạ. Chạy rất là tốt, nhưng mà vì cái vòng này là con 97 xuất phát nó hơi nhỡ nhịp. Cho nên là chạy từ cuối và về nhì là rất là xuất sắc. Và bây giờ thì chờ bên ban tổ chức, ban trọng tài họ xem xét xem là những con nào ấy thì sẽ bắt đầu vào chung kết các bạn, sẽ chọn ra 4 con chung kết. Cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Tân Lập, Bắc Hà ra hội đua ngựa Bắc Hà. Đi xảy ra Hà Nội riêng mà. Phải. Đi xảy ra Hà Nội riêng. Đâu giờ nhưng bây giờ có kèo. Bắt đầu. 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 Ghi lại chút hình ảnh một số anh em YouTuber các bạn nhé. Đây cái ghế bên này, người mặc áo xanh kia, các bạn thử quan sát xem ai đó nhận ra Hoàng Lam nhé. Rồi đây là một cái fan, người mặc áo trắng này là fan hâm mộ, fan cứng của Hoàng Lam các bạn ạ. Vừa lúc trước thì có ra hỏi thăm mình một xíu, nhưng mà mình mới biết là đây là fan cứng của Hoàng Lam luôn. Còn đây đang chấp. Đây là số báo danh của những chú ngựa vào vòng chung kết các bạn nhé. Thì mình vẫn cổ vũ cho chú 334 này từ vòng loại rồi. Vào đây thì hôm nay đã vào chung kết, nhưng mà hy vọng là mỗi người sẽ ra được một giải. Đây là bên ban trọng tài đang cầm danh sách những con ngựa vào vòng chung kết. Và hôm nay thì mình nghĩ là chú 334 sẽ chiến thắng được các bạn, vì chú ngựa ở đấy rất là mạnh. Bây giờ thì đợi một chút nữa và sẽ các chú ngựa sẽ được dắt vào. Sơn đang di chuyển ra bên ngoài bên cổng, các chú ngựa đang tập trung ở ngoài này. Các chú ngựa tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết ấy, thì đang tập trung ở ngoài này. Và Sơn sẽ ra xem là những chú ngựa đó đang chuẩn bị đến đâu và những con ngựa có ăn gì hay không các bạn nhé. Em ra ngoài tí nhé, sau tí. Đâu rồi, các chú ngựa đang tập trung ở bên ngoài đấy các bạn. Không biết là mấy chú thi chung kết là đang đứng ở chỗ nào. Chú 334 của mình cổ động. Đây rồi, 315. 315 cố lên nhá. Đây có con 315 rồi này. Đây là 94 này. Kia 334 đứng ngoài kia. Đứng bên ngoài kia rồi các bạn. Thôi bây giờ sẽ chờ đợi
chờ đợi bên kia, bên ban tổ chức họ gọi vào là sẽ vào thi đấu các bạn. Vòng chung kết bắt đầu rồi các bạn ơi. Bây giờ thì chú 315 đang dẫn đầu đoàn đi vào đầu tiên. Đây, chú 315 đây các bạn ơi. À, 315, 346. Ba ba bốn, 315 này lên ngựa rồi này, và kia rồi chú 334 thì cũng đang sẵn sàng kia rồi các bạn kìa. Thời tiết hiện tại lúc này thời tiết thì đang hơi mưa một chút các bạn ạ, nhưng mà vòng đua này là rất kịch tính luôn, cực kỳ cực tính. 315, 334, 347 và 325. Đây rồi, đang không, con 334 này là giữa con 334 và 325 bắt đầu rồi. 334. Vâng, vẫn đang bám đuổi nhau rất quyết liệt, cách nhau chừng chạy nào. 2-3 mét thôi. Còn 3 vòng nữa mới được nửa vòng thôi. Đang dẫn đầu là số bao nhiêu đây? 315. Vâng, 315. 315, dàn xe vui đến từ thành phố và 334 Lâm Văn Thành. Và giải cũng đang bám đuổi. 335 và 334. Tuy nhiên đây là khoảng cách giữa vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai cũng như thứ ba, thứ tư không xa. 334 rồi. Đề nghị khán giả chúng ta 334 cố lên. Ở vị trí đảm bảo an toàn. Tất cả các vòng thứ hai rồi. Đang là những chặng đua cuối cùng rồi. Lên. Vâng. 334 đang lên rồi. 335 và vượt lên rồi. 334 thì các bạn 334 Lâm Văn Tàng tả tảng đã vượt lên rồi. 334. Mình đang đặt vào con 334 các bạn ạ. Đang dẫn đầu luôn rồi. Gây cấn quá, gây cấn quá. Cách nhau chừng khoảng 8 mét thôi. Rất kịch tính, rất kịch tính. Vâng, đây đương nhiên là lượt chung kết, cho nên là tính cạnh tranh rất quyết liệt. Rất quyết liệt. Còn 334 cố lên. Còn 3 vòng nữa. Đường dài mới biết rồi. Đây như là một cuộc đua thứ ba rất trời hợp. Vẫn là 334. Vẫn là 334. Thưa các bạn, đang rất là đẹp luôn. Các bạn cũng như chúng tôi rất khó đoán. Này, người nào sẽ là nhà vô địch của năm nay đây? Vâng, 325 đang bấm xa nút rồi. Vẫn là cuộc đua 8 mã. Cuộc đua 8 mã ở vị trí top đầu. Vòng mấy đây? Ở vị trí top đầu đang là cuộc đua 8 mã rất kịch tính. Đề nghị tất cả các khán giả chúng ta không ngồi ra sân. Vẫn là cuộc đua 8 mã thật tuyệt vời. 100 mét nữa đi. 100 mét lên. Chúc mừng ai đây? Đây rất có có lẽ là 334. Có lẽ là 334. 334 rồi các bạn ơi. Đúng là 334. 334 rồi. Mình đặt vào con 334 và đúng là như vậy luôn các bạn ạ. Đúng như kết quả mình đã mong đợi chính là chú 334. Bye bye em nhá. Anh chiến thắng rồi. Mình vừa chơi với đồng nghiệp của mình. Mình đặt con 334. Một cảm xúc rất là tuyệt vời. Đây, bây giờ thì sẽ ghi cảm nhận mọi người đang rất là mừng. 334 đông người quá mọi người. Rất là nhiều người đến đang chúc mừng cho chủ ngựa 334. Rất là vui. Rất đông người các bạn này. Thì nhau quay phim chụp ảnh. Mình không chen chân được vào trong. Có lẽ là sẽ chỉ đứng ở bên ngoài thôi. Rất nhiều những ống kính đang chĩa vào anh giật giải nhất lần đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà các bạn. Thôi, chắc là mình sẽ lát nữa thì chờ chú ấy ra thì mình sẽ ghi lại hình ảnh sau thôi.
Cảm xúc của anh Giai tới đây nào? Sorry anh. Đây là người đạt giải nhất các bạn nhé. Đây là người đạt giải nhất trong cuộc thi đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà các bạn này. Đây người giải nhất. Đây. Giải nhất 334 nhá. Mình phỏng vấn anh ấy từ mấy hôm trước rồi. Và và ngày hôm nay thì lúc anh tham gia giải đua thì mình cũng đã cổ vũ cho anh ấy rất là nhiều. Và bây giờ anh ấy đã đạt được giải nhất thì hiện tại như mình quan sát thấy cảm nhận của anh ấy chắc là sẽ rất là vui. Đấy, rất là nhiều người đang xin chụp ảnh cùng với người đạt giải nhất. Đây các bạn. Một cảm xúc rất là khó tả. Cùng con ngựa ông ơi. Cảm xúc rất là khó tả. Đấy. Rất là nhiều nữ sinh đang gọi là xin hình ảnh. Bảo hộ chân mông cái đùi. Thấy chưa mọi người? Nói chung là trong cái giải đua lần này thì mình cũng cổ động cho chú 334 này và chú 97. Chú 97 thì đã bị đi loại ở vòng bán kết rồi. Và đây con ngựa thì ở trong này các bạn này. Đây chú ngựa đang đứng ở trong này, mọi người cũng đang đứng chụp ảnh cùng rất là nhiều. Đây là chính là chú ngựa đã đạt giải nhất của hội thi đua ngựa lần thứ 15 tại quê hương Bắc Hà các bạn ạ. Thì chú ngựa này như các bạn đã biết đấy, trong những cái video trước thì mình cũng đã ghi hình bác ấy và cũng đã phỏng vấn rồi. Đang rất là nhiều khán giả đang chụp ảnh cùng với cả chú ngựa chiến thắng giật giải nhất. Ông chủ ngựa không phải là dễ đâu. Bác ấy là người Mông các bạn nhé, người dân tộc Mông. Hôm trước thì vòng loại ấy, bác có ngã hai lần nhưng mà không có cảm giác đâu. Chú ngựa rất mạnh mẽ. Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể quý vị khán giả, sau một rất đông du khách đang giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng lần thứ 15 năm 2022, bác sắp đi toàn thể quý vị. Chào chú nhé, hôm nay lại gặp chú rồi, hôm nay là không tham gia rồi đúng không? Và ôm vòng loại bị loại rồi nhỉ? Thế hôm nay chỉ vào gọi là tham dự thôi, còn không tham gia vòng đua. Và cổ vũ cho anh em thôi. Giải nhì thuộc về đội huyện Simacai. Đây, rất là đông khán giả. Thuộc về xã Na Huế. Mọi người khách du lịch. Xin trân trọng kính mời. Chụp ảnh cùng với chú giải nhất này, sau đó là sẽ đi lên phía trên sân khấu này để nhận giải thưởng. Giải nhất sẽ đạt được là 50 triệu đồng, giải nhì là 40 triệu và giải ba là 30 triệu các bạn.
Như vậy là giải đua ngựa truyền thống lần thứ 15 tại quê hương đất Bắc Hà thì đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và đây là người đã chiến thắng, người đã đạt giải nhất trong cuộc thi đua ngựa lần thứ 15 này. Em ơi, cười lên. Nhận, nhận cúp rồi, nhận hoa, nhận các thứ các kiểu các bạn. Đó. Một cảm xúc rất là sung sướng, cảm xúc rất tuyệt vời khi nhận được giải nhất các bạn ạ. Số báo danh 334, chú ngựa gọi là thần tốc. Một chú ngựa thần tốc. Rất tuyệt vời. Giải đua ngựa Bắc Hà lần thứ 15 đã kết thúc rồi các bạn ơi. Bây giờ thì cái đoạn này, đoạn video này có lẽ là đoạn video cuối cùng trên, trong video này. Thì Sơn cũng ghi lại một chút hình ảnh của chú ngựa đặt giải nhì 325. Đó, chú ngựa đặt giải nhì 325. Thì Sơn chắc là Sơn sẽ cũng sẽ dừng video này tại đây thôi các bạn ạ. Bởi vì chương trình thì cũng kết thúc rồi, khán giả thì cũng ra về hết rồi các bạn ạ. Vậy nhá, bây giờ thì Sơn xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.